Hello, xin chào mọi người. Hôm nay em Mai Thanh sẽ test cho mọi người thử cái kem dưỡng bên nhà em nhá. Đấy, kem dưỡng body bên nhà em. Thành phần thì thành phần Aputin nắng trắng da. Đấy, các chị em cứ phải yên tâm vì cái thành phần này rồi. Thật sự là cái thành phần vàng trong cái làng dưỡng trắng rồi, đúng không ạ? Chị em chỉ cần sáng ra bôi cái này đây. Nó rất là ngấm luôn. Ui, mùi thơm thì đúng như là cái mùi nước thơm nước hoa lan tô ấy chị em. Phê lắm luôn đấy. Quá dã man. Mùi thơm bên này đấy nha. Chỉ cần một ít như thế thôi. Mọi người vỗ nhẹ. Đừng có mà đập này quá. Vỗ thật nhẹ nhàng, êm ái lắm. Thấy không? Chị em thấy không ạ? Em thoa đâu là nó ngấm lên đấy luôn ấy. Đấy. Thoa đâu là nó ngấm lên đấy. Đấy. Ok, đã xong nha chị em nhá. Wow, mùa thơm thì cực kỳ.